Nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Thì ở chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Dạ thì vô nhà thì chào chủ nhà trước, xong xin phép lên phòng chơi. Ngày đầu tiên thì không giống ngủ lại, nhưng mà ngày thứ hai thì mạnh dạn hơn. Ngày đầu chưa lên làm sao đấy? Đầu về mẹ con đâu có ưa đâu. Mẹ con kiểu như là không ưa ở đây, không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà ý là mẹ con kiểu làm như vậy là sợ con gặp người không có tốt quá, thì đây để coi thử như thế nào á. Cái lúc mà lần đầu mà gọi là tiếp xúc như vậy xong rồi á, là con có phá tan liền cái sự nghi ngờ là ý có khi nào mà lộn với. Chào hai em, chào cô Vân, chào chú Quốc Thuận. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ mời hai đứa giới thiệu về mình. Con tên là Tường Vi, sinh năm 1995, con sinh sống ở Đà Lạt. Hiện tại thì con đang là kinh doanh mỹ phẩm, hot TikToker đó. Rồi giờ mời con. Dạ, con tên là Nguyễn Tấn Việt, sinh năm 1995. Hiện tại con đang sống ở Đà Lạt, con đang kinh doanh chung với vợ. Hai đứa cơ duyên nào mà gặp nhau? Con thì ngoài TikTok ra thì con còn có làm một idol live stream, một cái app khác nữa. Đúng, lúc đầu con vô xem thì có thế sao ngồi cái thế kỳ lạ này, không biết tôn trọng người nhìn gì đó. Để chân lên bàn, con định chửi rồi mà nghĩ là con để xem thêm xíu nữa đã. Rồi thì ra là bạn giơ tay lên. Khi con hiểu ra vấn đề thì lúc cái cảm xúc con sao? Dạ con hiểu ra vấn đề thì cũng thấy thương và đấy. Nhưng mà có một cái sự khúc gì á mà ngày nào con phải vô xe cũng được. Câu hỏi này nó hơi tế nhiễu xíu, là cái tay của con đó là bị từ nhỏ đúng không, bẩm sinh? Dạ. Đúng không? À, con bị lúc con 5-6 tuổi và bị sốt đó con. Bị sốt đúng không? Dạ. Tôi không nghĩ là tay con là bây giờ là không có cầm nắm được luôn. Dạ đúng rồi, bàn tay con là yếu lắm, nhỏ xíu mà yếu ớt lắm. Rồi bây giờ con sử dụng điện thoại thì sao? À, thì con để trên tay, đầu tay này con chọt được vì con chọt vậy thôi. À, dạ. Thì nó vẫn cảm ứng. Bình thường ở nhà thì sử dụng chân. Hỏi tiếp bạn chồng á, lúc con đang làm gì mà con coi live stream? Dạ lúc trước á, con ở bên Nhật, con xem chắc cũng tầm 2-3 tuần gì đó. Chung là không vắng mặt giờ nào. Thì con thấy ảnh vô thì con nghĩ là ảnh cũng giống như bao người khác, là vô xem con vì yêu mến thôi. Và tặng quà cho con thôi. Hôm đó thì ảnh mới nói là sao kết bạn Facebook chưa thấy con xác nhận. Có một số em con kêu trời, em còn chưa được xác nhận, sao anh xác nhận được? Thì con mới vô xác nhận hết một lượt. Bắt đầu thì ảnh cũng nhắn tin cho con, nói chuyện nó như là rủ chơi game. Rủ con chơi game, con nói là lúc đó cũng đang buồn buồn thôi, chơi game cũng được. Chơi game thì hai đứa nói chuyện qua lại. Tầm 2 tháng giống như là ảnh lúc đó ảnh nói là ảnh có thích con rồi nhưng mà ảnh không xác nhận được. Ủa lúc đó là việc là đã về Việt Nam chưa? Dạ, dạ chưa. À, nghĩa là hai đứa nói chuyện online với nhau thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bao lâu con mới về Việt Nam, bao lâu hai đứa tụi con mới gặp nhau ngoài đời? Hồi con về tháng 12. Con bắt đầu coi livestream là từ tháng 7. Khi mà ảnh xác định là ảnh tỏ tình với con rồi và chính thức bắt đầu quen rồi, trong vòng 2 tháng á, lúc mà ảnh về nước là ảnh thư chuyện với ba mẹ liền luôn. Con không nghĩ là nhanh như vậy. Con nói thử coi cái cảm xúc của con khi mà con gặp bạn này ngoài đời á, nó như thế nào? Dạ, lúc con gặp mà vợ con ở ngoài đời á, ở cái online nhìn kiểu như là to lớn. Để xét màn hình điện thoại á, lúc ra ngoài con gặp á, bạn rất là nhỏ. Cảm giác được phải người phải bao chở, che chở, dạ. Bảo bọc đúng không? Dạ đúng rồi. Con không hiểu sao tự nhiên gặp cũng bị rung á. Ấy là sao tự nhiên rung ghê, bị ngại luôn, xong rồi khiến cho ảnh ngại theo luôn. Cái vô con cũng cứ cười cười, con không nói gì hết. Thế là ảnh lúc đầu cũng hơi ngại, sau đó là ảnh chủ động, ảnh nói nắm tay, ảnh hoàn qua đúng không? Thì con cũng cứ tủm tỉm con cười, con không nói gì hết. Ảnh nói là sao ở trên nói chuyện mạnh dạn không mà sao xuống đây nó yêu thương. Cái cảm giác mà lần đầu tiên mà Việt chạm vào cái đôi tay của bạn gái mình. Dạ. Đó như thế nào? À, cảm giác đó, nó mát. Nó mát. Nó mềm mềm, một cảm giác kiểu như là mình muốn nắm luôn á. Cưng cưng á, nó cưng cưng á đúng không? Dạ đúng rồi. Đôi tay giống như em bé vậy đó. Lúc con gặp ảnh con còn nghĩ giới tính ảnh có vấn đề. Tại sao? Dạ tại vì ảnh kiểu như cái cốt cánh ảnh nhẹ nhàng lắm, nhìn như công tử bồn mà kiểu nhẹ nhàng thướt tha lắm. Cô nói thôi chết rồi, có bị có hình không ta? Sao mà tự nhiên nhẹ dữ vậy? Vậy luôn á. Dạ ảnh thì xác định rồi á, nhưng mà con thì kiểu như thôi quen tới đâu tới, được thôi kiểu vậy đó. Cái con có chú tâm đó nhiều. Rồi cái thời gian mà con về Đà Lạt thì có tranh thủ coi như là qua nhà vợ ở ké không? Dạ có. Có luôn hả? Mới đầu là ở nhà em gái. Rồi cái nhà em gái ở gần nhà vợ. Rồi cái rà qua nhà vợ, mà ở nhà vợ hồi nào không hay luôn. Tức là hai vợ chồng bây giờ là ở với mẹ. Dạ đúng rồi. Nó nghe nè, qua nhà ta ở, nhưng mà là có ở chung phòng không hay là ở khác phòng? Dạ ở chung phòng chứ. Ở chung phòng chứ. Dạ thì vô nhà thì chào chủ nhà trước, xong xin phép lên phòng chơi.
Ngày đầu tiên thì không giống ngủ lại, nhưng mà ngày thứ hai thì mạnh dạn hơn. Ngày đầu chưa lên sao lúc đấy? Đầu về mẹ con đâu có ưa đâu. Mẹ con kiểu như là không ưa ở đây, không phải là ghét bỏ gì, nhưng mà ý là mẹ con kiểu làm như vậy là sợ con gặp người không có tốt á, thì đây để coi thử như thế nào á. Cái lúc mà lần đầu mà gọi là tiếp xúc như vậy xong rồi á, là con có phá tan liền cái sự nghi ngờ là ý có khi nào mà lộn giới tính không ta không? Dạ vẫn cứ nói là chết xong mà nó cứ kỳ kỳ nha, tại cứ nhẹ nhàng kiểu nó thức tha lắm kìa. Con thấy cách đây con nhìn người nó tôi tiêu rồi ta, nó kỳ kỳ. Nói chung là xác định rồi, nhưng mà do nhìn cốt cách nên là cũng nghi. Nghi là con nói là có lấy tôi làm bức bình phong. Tụi con quen nhau bao lâu rồi mới cưới? Dạ tụi con quen gần 2 năm. Rồi giờ như vậy là coi như mới cưới nhau. Nhưng mà thực ra là đã ở chung với nhau là 2 năm rồi. Thì trong cái thời gian mà ở chung với nhau á, con có phát hiện gì, những cái tật nào của bé Trinh á mà con bị bất ngờ không? Ví dụ như là dữ nè, hay là hay ăn hiếp con nè. Dạ không à, hiện tại thì... Nhiều không con? Dạ không có. Em thấy nó lén lúc nó nhìn. Dạ, dạ thật xấu thì dạ. Dạ thì cứ nói cho cô. Con nói đi. Con cứ mạnh dạn con nói đi. Hiện tại con ở với vợ con 2 năm thì cũng chưa có phát hiện thật xấu gì. Làm gì không có. Trời ơi, con nói đó. Rồi á, khổ ghê, thôi để con nói cho. Nói gì? Ý là lên đây hơi bị khớp. Là tính con nóng ở đây á, là khi mà con thật sự giận lên thôi là con bị chọc là bị ông kiếm chuyện. Còn bình thường thì con không có gì hết. Còn tại sao anh nói là suốt hai ở với con gần 2 năm nay mà con không có tính xấu, thì thật sự là đúng là con không có thật. Và khi con có một cái gì đấy thì đều là phía bên mày gây ra khiến cho con phải như vậy. Ví dụ như là con đang bình thường mà cứ tối ngày chọc con phải nổi điên lên con chửi. Nói chung là tất cả những cái người mà ấy đều biện hộ cho bản thân mình là tại vậy con mới vậy, tại nọ con mới kia. Cái đó là người ta nói cho chính mình, thấy không? Còn cái này là cái đối phương phải nói. Thôi coi mặt nó kìa, có gọn gàng không? Dạ có, trong phòng thì bạn gọn. Trong phòng thôi đúng không? Nó hố này, nó hố chữ trong phòng, còn ngoài phòng thì sao? Không có nhìn. Nhìn nữa, nó nhìn nữa kìa con. Trời ơi, nói đi, cứ nhìn qua đây làm gì? Đó, thấy không? Nó gọi là vợ con đối với con rất tốt. Không có gì là không? Không có tật xấu gì luôn. Dạ không, dạ không. Con không mong muốn vợ con thay đổi điều gì hết. Dạ không. Không luôn. Dạ. Thôi giờ tới bé Vi đi. Ảnh thì tật xấu thì nhiều. Con không khui đấy, chưa người ta khui đó. Ảnh có cái tật là gây chuyện ấy. Thì cứ nhiều khi chuyện cũng không đáng đâu. Gây bánh chành lên. Rồi là con như là kìa. Giống như là muốn là hả. Hai đứa là có một lần nhớ là giống như gây banh luôn. Dạ con nó là đợt đó muốn đứt luôn rồi đó, con cho đứt luôn. Trời mưa là ông cũng cuốn đồ đâm trên phòng nha, ông hốt hết đồ. Con tưởng là thôi đi cho đi, chứ con cũng mệt lắm, con có rất là bình tĩnh. Con lo cho nhóc quá hả, xúc miệng rửa mặt, con không nói ràng gì hết. Con nói bây giờ muốn cái gì thì cứ nói thẳng nó đi chứ đừng có làm kiểu đó. Xong rồi ông cũng rầm, nó quá mệt mỏi rồi này kia. Nếu ai làm gì mấy người mệt mỏi, không hề làm cái gì mà mệt mỏi, người mệt mỏi là tôi. Nó là hả giờ chịu hết nổi rồi thì tụi luôn hết, làm thấy ghê lắm. Rồi xách xe thì cũng đi, con nghĩ ổng xách đồ ổng đi. Nhưng mà tới lúc mà con vô thì con thấy, ủa sao đồ để bên phòng bên kia, tại vì nhà đó con. Ủa sao gom đồ để ở đây chi gì ta. Ổng đi đâu rồi, về nhà ổng ngủ ngon ngơ rồi cô. Có suy nghĩ gì đâu. Con thì con đây cũng tức quá, con nói chuyện với nhỏ em chơi chung con á, thức đâu tới 2-3 giờ sáng tức khóc vậy đó. Đó mình đâu có làm gì đâu, tự nhiên ổng vậy. Ổng về ổng ngủ, ổng đổi mật khẩu Facebook rồi ổng làm gì, ổng ngủ ngon ơ sáng dậy đi làm bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Dạ xong ổng đi làm về, ổng về lại bên này cái ổng vô cơm con nấu ổng vẫn ăn. Bà có nói chuyện không? Dạ không nói chuyện, không nói chuyện gì hết. Con mới tức quá, con kêu thôi bây giờ ra đây ngồi nói chuyện cho đàng hoàng đi, là muốn cái gì rồi mình giải quyết luôn. Ổng ngồi im mà ổng nói gì hết á. Ổng để mình nói trên mà trong khi mình cần ổng nói. Con ngồi nói đã rồi ổng kêu vậy thôi cứ quyết định gì đi. Không biết quyết định gì luôn á. Thì một lúc sau thì con lỡ con nói con bị liệu á. Cái ổng ngồi, con đã quay chỗ khác rồi để con bình tĩnh lại, thì con quay thấy ổng bịt miệng cười hí 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 gì rồi ông nhào tới ông làm hòa á con. Lý do gì mà con lại im lặng, con không trả lời với vợ? Con đang thắc mắc luôn. Con không biết nữa, mỗi lần mà vợ con nói con chỉ im lặng thôi. Có phải là con sợ con tức giận lên con nói, và con nói ra những cái lời nó khó nghe và làm tổn thương vợ không? Để vợ con nói xong, nếu mà nói mà đúng vấn đề thì con sẽ im. Còn mà nếu nó sai thì con sẽ nói lại. Như vậy là vợ nói hoàn toàn đúng. Dạ. Mà con có khó chịu về cái việc mà con phải im lặng không? Dạ không, thì bà nói đúng hết.
À vậy hả, vậy là ông sai hết. Luôn luôn đúng. Ừ. Ở nhà là ảnh làm hết công việc hay là như thế nào? À, công việc thì hầu như là con đều làm được hết. Ví dụ có mẹ thì mẹ có thể mẹ nấu cơm, còn không có mẹ ở nhà thì là con sẽ làm hết. Nhưng mà cái tính của ảnh á, thì ảnh này muốn vợ làm. Ở đây không phải là kiểu như là muốn vợ làm là xấu, mà kiểu như là ảnh thích kiểu mì nheo cô, là thấy vợ mình cái gì cũng làm được, cái gì cũng ok quá, là vợ ơi vợ à cái này kia. Dạ. Thì có bao giờ mà ảnh hứa có hứa hẹn hảo hiền không? Anh sẽ là đôi tay cho em. Cái khúc này thì cũng có hơi có à, ảnh có đó là ảnh sẽ làm cho con hay thế đôi tay này kia, sau cái lúc về thì kêu ok ủa thấy thế đôi tay đồ mà sao giờ kêu tôi làm. Luôn mà ảnh cũng không có hứa hẹn, cũng không có phải là miệng lưỡi ngọt ngào vậy đâu cô. Đâu thì bây giờ con mong muốn chồng con thay đổi điều gì á, con nói cho anh nghe đi. Cũng gần cái điều này con mong muốn con nói hoài luôn á, là nên thay đổi cái tính, là đừng có nên cọc nên cáu hay gì hết. Rồi đặc biệt là cũng đừng kiếm chuyện vô cớ nữa. Đó là suy nghĩ một cách chu đáo một chút xíu, để ý một chút xíu, chứ đừng để con nhắc hay là con nói hoài cái gì, đôi khi con phải nhắc liên tục hết. Rồi con nói hoài, tại vì nếu mà như vậy hoài con sợ con nhịn không nổi nữa. Cái gì nó không có giới hạn á, con nóng lên thì lúc đó con bung thiệt. Mà tụi con là có em bé chưa? À, dạ thì con cũng không giấu gì cô với chú là con cũng mới có. Được bao lâu rồi? Dạ, em bé mới, được bao nhiêu tháng? Mới phát hiện ra được thì em bé được gần 3 tháng. Ồ, vậy hả? Ủa, nhưng mà hồi nãy con kể đó, con có mấy cái chi tiết mà con chăm cho thằng bé. Dạ, cái đó là một bé trai trước con nữa. À, là trước đó nữa là một bé trai. À. Bé đó được bây giờ là 4 tuổi rưỡi rồi. Là con hai đứa. Dạ. Dạ, bây giờ là bé thứ hai. Ồ, vậy hả? Rồi bây giờ là đang có em bé nữa. Dạ. Ôi chúc mừng. Trời ơi, chúc mừng tụi con nha. Vậy mà ông bố cứ lúc nào cũng như là nhưng nít này nè đó. Ôi trời ơi, bởi vì vợ con nói là đúng đó. Hiểu không? Con ghiền chọc vợ con hay gì? Vậy chọc, hả? Chọc vẫn vui. Chọc bả là thấy vui á hả con? Dạ. Mắc cười quá vậy trời. Dạ cứ thích. Thôi chọc cho vui cửa vui nhà thì không sao. Nhưng mà chọc mà để cho phát nhiều điên không cấu. Đó. Phải là lật đật dỗ. Nhưng mà y cũng không được lâu đó, hồi đứa cũng phải sọt cái này sọt kia. Cứ cặp lên cũng quạo và nói là làm ơn để cho tính hiền chút xíu thì đừng lại riết được thành nữa hả. Hung dữ quá ai cũng nói hết á. Cô thấy nhà vợ con là hơi bị phi thường đó. Cô thấy là vợ con nhìn rất là mong manh đúng không? Đúng rồi. Mà làm được rất nhiều thứ luôn đó con. Vợ của con thật sự là rất là phi thường. Con có điều gì muốn nói với vợ mình hay không? Sau chương trình này chồng Son, chồng sẽ hứa sẽ thay đổi, bất cọc, bất nóng với vợ. Nhưng mà chọc vợ thì hỏi chồng không nhận. Cái gì? Chọc nói gì không nghe vậy trơn trời á. Anh nói là chọc vợ thì vẫn sẽ làm. Đó là nhu cầu không thể thiếu được hả con? Giờ hứa thì để chấm mắt lên coi tôi. Làm chứng con, cứ hả mà ấy gì con cắt một cái khúc này con đưa lên TikTok thôi. Cắt đợi cái đoạn này con chiếu lên hoài. Có gì là mở phát sẵn. Đúng rồi. Cho con coi nữa chứ. Đúng không? Rồi cảm ơn hai đứa con nha. Dạ. Có cần anh thêm phụ gì không? Dạ không, con nhỏ nhỏ thành vậy hả? Hôm qua của mình em ơi. Mình quá thích quá. Qua đi. Dạ. Cảm ơn tụi em nhiều lắm. Thôi bây giờ chị cũng nôn nao muốn biết là vợ chồng em làm cái gì ha. Xin chào chị Hồng Vân và chào anh Ngọc Truyên. Em tên Trình Thanh Đa, hiện tại là em đang ở Cần Thơ và em đang kinh doanh bất động sản và thêm một lĩnh vực nữa là thủy sản. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 33 tuổi. 33 tuổi mà giỏi. 33 tuổi mà giỏi dữ. Giỏi quá ha. Em chào chị và chào anh ạ. Em là Phạm Phúc Ngân, năm nay em 33 tuổi và em là bác sĩ thẩm mỹ da liễu, em đến từ Cần Thơ. Rồi cơ duyên sao mà hai đứa gặp nhau ta? Cơ duyên là em là bạn thân của em Út, của anh Đa. Rồi em một lần tình cờ em đến nhà chơi thì em gặp anh Đa. Em thích anh Đa. Em thích liền luôn. Em thích liền luôn. Dạ đúng rồi. Thì em thấy sự chững chạc của anh ấy á, và anh ấy là nghe giới thiệu anh ấy là một người thành công rất là sớm. Rồi lúc đó Đa đúng. Em có thích bé này không? Lúc đó thì em nhìn cũng gọi là thích cái dáng kiểu sinh viên á, trong veo á. Trong veo, lúc cái vợ em có đẹp như bây giờ không? Lúc đó đẹp hơn nhiều. Wow, vậy đó hả? Hồi xưa chưa có thẩm mỹ, bây giờ nó thẩm mỹ hết rồi. Khi mà gặp là em thích rồi. Thích xong rồi, nhưng mà ông ấy lại có một cô bạn gái mà ông quen là 9 năm rồi. Lúc đó em không có biết.
Nhưng mà mẹ chồng vừa gặp em á là mẹ rất là thích rồi. Mẹ nói với em Út là con ơi con làm mai cho anh với con đi. Tại vì mẹ là mẹ không thích cô bạn kia. Không có chịu, mới nói với anh Đa như thế đó. Thì mình về mình thích rồi, thành ra là lúc cũng không biết anh có bạn gái gì đâu. Rồi xong vài hôm sau đó, thế là mới có cơ duyên là bạn thân ngủ đi uống nước thì ra là gặp ổng nữa. Thì bắt đầu trái tim mình nó loạn nhịp. Cái lúc đó mình càng thích nhiều hơn nữa. Bối rối hơn nữa. Xong cái về nhắn tin mà không có yêu đương gì nhau hết, cũng không có nói ai thích ai cả, chỉ là nhắn tin hỏi thăm thôi. Nhắn qua nhắn lại và hôm sau là tới lễ tình nhân. Thì tụi em chưa nắm tay, chưa nói yêu đương gì hết. Thì trong cái lễ tình nhân đó đó, tự nhiên cái cô bạn của ổng gọi điện thoại cho em. Nói là tại sao mà lại quen bạn trai của tôi mà dùng số điện thoại của ổng gọi cho em. Em tưởng đâu ổng tưởng bạn tính lên hết trơn, bắt đầu nghe tiếng phụ nữ. Thế là bạn là Phúc Ngân phải không? Bạn tại sao bạn lại quen bạn trai của tôi? Mẹ của ảnh thích bạn á, là anh ấy sẽ chịu bạn sao? Tự nhiên cái em lúc em hiền khô, em khóc. Em nghe vậy tự nhiên hụt hẫng. Em nói trời trời chuyện gì xảy ra vậy? Bộ mình có chuyện gì vậy? Mình không có biết người ta có bạn gái, không biết gì hết luôn. Mà nghe bạn ấy nói thôi em chỉ biết khóc. Rồi từ đó về sau em biết rồi, em hận ông này. Rồi em cắt bỏ, em xóa số điện thoại các kiểu luôn. Vậy thì bây giờ là đã nói cho vợ em nghe đi, là sau cái buổi đó đó thì cái tâm trạng em sao? Lý do nào, bằng cái cách nào mà cuối cùng là hai đứa tụi em đến được với nhau, là em lấy Ngân làm vợ? Sau cái khoảng thời gian đó, khi mà bạn gái cũ có liên hệ với vợ em đó, thì một khoảng thời gian thì cũng có quen tiếp tục. Nhưng mà mình suy nghĩ kỹ lại, mình là chọn con đường vợ mình sau này là như thế nào, rồi phải xứng đáng hay không, thì lúc đó là em mới suy nghĩ thiệt là thấu đáo. Xong một khoảng thời gian đó là em sẽ chia tay với bạn gái cũ luôn. Bao nhiêu lâu? Cũng khoảng ngắn à, tại vì em đã có cái ý định trong đầu sẵn rồi. Mình chia tay nhưng mà trong một cách là gọi là êm đẹp nhất. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có liên lạc với Ngân không, hay là dạ, hay trong là khoảng thời gian đó là cắt đứt liên lạc luôn. Sau khi em ra trường rồi em về quê, em làm việc với cha ở nhà, có phòng khám tại nhà. Thì khi đó đó là vô tình cha của em á muốn gả em cho một người, một người khác nữa. Dạ đúng rồi, ở dưới Kiên Giang dưới quê á. Cha nói là cha già rồi, cha còn sống khi nào, muốn tìm một cái nơi để cho con dựa dẫm, cho nên cha muốn gả cho một cái người nào mà cha cảm thấy an tâm và tin tưởng nhất thì cha gả cho con của người bạn thân của cha. Thì cái anh đó mới đi du học ở Mỹ về, xong cái em không chịu, em nói với cha là cha ơi con không thích. Cái vừa nhắn tin lại chầm khoảng tháng mấy, hai tháng chứ gì, nhắn tin lại khoảng mấy hai tháng thôi. Thì em mới nói với anh Đa là anh có thương em thiệt không? Thế anh mới nói thật, sao em hỏi vậy, nói thật vậy anh cưới em đi. Cái lúc mà vợ em hỏi em câu đó là lúc đó em sao? Lúc đó là cảm thấy là dính rồi, bắt đầu là ở đây chuẩn bị cưới luôn. Ông nói là tuần sau ông xuống, ông sắp xếp trong vòng 5-7 ngày ông xuống. Thì là ông xuống thật. Đưa ai xuống? Đưa mẹ hay là đưa mẹ rồi thêm bà con nữa xuống. Gần tới rồi bắt đầu vô xin phép cha, cha đóng cửa cái rộng, cha ở chổng luôn, cha không thèm ra. Lúc đó em ở chung với bà nội nữa, thì cái nhờ bà nội năn nỉ tiếp, cái bà nội cũng khóc. Bà nội nói kêu hoài không ra, bà nội nói nó không có mẹ tội nghiệp lắm rồi, rồi giờ cha còn không chịu nữa, vậy thì tội nghiệp nó lắm con ơi. Ra đi thì bắt đầu không biết sao đó cái ở chổng cha không khóc. Thì lúc đó là cha ổng khóc xong cái ổng đi ra, tới trong này cái là em ngồi em khóc rồi. Em nói ra vậy thôi chứ biết không được gì đâu. Đó rồi em bỏ chiếc dấu rồi em mới nói em xin lỗi anh. Bởi vì á, chứ không biết cha có đồng ý hay không. Ông nói là cỡ nào anh cũng sẽ cưới được em. Rồi ở ngoài tự nhiên cái ngồi chừng phòng khoảng nửa tiếng rồi cái nghe cười hả hả hả. Anh xui, bắt tay gì. Trời ơi cái gì xảy ra vậy mà mình không biết mình gả đi từ lúc nào. Thì á, thằng ba mẹ bên đây nói là cô kêu ba mẹ đi. Cái kia mấy người nói cái gì xảy ra vậy ta. Thì mình cũng không biết luôn. Vậy là nói chung là sau đó là chắc cưới luôn đúng không? Dạ sau chừng tháng rồi, chưa được tháng nữa là đám cưới đám nói luôn. Mà thật sự một cái kỷ niệm lớn nhất đó là hai đứa chuẩn bị đám cưới rồi mà mới nắm tay lần đầu tiên. Mẹ nói là gần đám nói thì chuẩn bị đi mua vàng cưới, mua quà cưới lên thơ. Rồi xin thì cha không cho đi. Cha nói không có cho đi, chừng nào cưới xong mới được đi riêng. Cha thấy cỡ đó. Cha vẫn còn sợ. Xong rồi mẹ bảo đảm, mẹ nói đưa đi xong rồi về liền. Đó, thì bắt đầu lên trên xe thì hai đứa lần đầu tiên mới nắm tay nhau, nóng từ Kiên Giang suốt rồi hai đứa nắm tay chặt mà không dám nói gì hết. Không đứa nào nói gì đứa nào hết. Thì bạn đang là một người cực kỳ mà ít nói. Còn trong khi em thì lúc đó mình ngại muốn chết, thành ra đâu có nói gì đâu. Hai đứa nắm tay đi xuống chặng đường tới Cần Thơ luôn mới buồn. Rồi coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, dạ. Làm đám cưới rồi. Em bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy tuổi rồi cưng?
mà bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Quan trọng là em cứ về là em thời gian đầu em không sống không hạnh phúc, là bởi vì em cứ nhớ lại chuyện cũ. Ghen á hả? Ghen lắm. Ghen với cái ngày xưa cũ đó hả? Tại vì... cảm nhận hồi nãy ngồi đây vẫn còn ghen hay sao á? Vừa nhắc tới có lần nữa cứ mắt liền. Như vậy là sẵn đây á, em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á, một cái điểm xấu đó là ghen. Theo rồi đó. Bây giờ em kể tiếp đi. Đúng rồi, Ngân còn cái tật xấu nào nữa theo em á? Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Nước mắt mau ghê nhưng mà tay nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Hung dữ. Tác động vật lý với em không? Cũng có một chuyện, cái bức ức của em á là em chở vợ đi dạo rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn đi ri á, cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi, máu ghen nổi vậy á. Thì đó, bà hừng sao nè, hừng lên ha, hừng lên vừa về tới nhà mở cửa ra ha, cầm nón bảo hiểm đánh rồi. Đánh em luôn hả? Đánh luôn, không nói gì. Đau không? Không, lúc đó không là mình đội nón bảo hiểm. Rồi sao hai chồng có giận nhau không? Lúc rồi, đó có giận rồi, không? Lúc đó đa xử lý làm sao? Rồi xong cái rồi em vạo qua nói tại sao mày đánh tao? Tại sao mày đánh tao? Bà lần đầu tiên chịu đau. Bà này bà, đúng rồi, mình đâu có làm gì đâu, mình cứ nói vậy thôi mà tự nhiên cái lần đánh mình. Cái bà này bảo nghe cái câu mày gì đó, bảo vạo hơn nữa. Tại vì em là một người không thích nói chuyện chỗ đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Em tổn thương quá trời, có em đi xèo xuống em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Em lấy loại thuốc này tính tự giận. Trời đất ơi. Em lấy loại thuốc tự giận. Cái gì không có gì luôn á. Không hiểu sao có em cảm thấy rất là nặng nề. Em đã nói sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự có là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Nghe tin nhắn của bà này tự giận này kia là mình hết hồn. Về chạy kiếm vòng nhà không có. Tôi thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được, kêu qua không nghe, rồi đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống thuốc tùm lum hết trơn, đem lôi vô toilet đổ nước vô chặn cho ối ra. Sốc ruột luôn. Hai điểm xấu quá là sốc nổi, tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi. Em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa thôi. Còn 30%. Dạ. Rồi cái ghen. Ghen là 90 à. Vẫn còn 90%. Còn một chút xíu ghen. À còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không phải giữ, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái ở nhà nữa. À tới điểm ngon rồi. Vậy em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Trong chương trình này thì anh cũng muốn em là không còn hung dữ nữa. Em hung dữ nó phải có nguyên nhân. Thành ra bây giờ muốn biết cái tật xấu của chồng để mình biết nguyên nhân tại sao Ngân không giữ. Đó, bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. Tật xấu thì em nghĩ là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói, đúng rồi. Hot boy lạnh lùng. Mẹ em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em không giữ? Thì ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi. Hôm nay không bao giờ nói chuyện. Em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi, nói lại. Đó, thành ra là mới hung dữ. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Thấy em buồn một cái gì, biết em buồn cái gì đó rồi thì tự động đi lãng mạn hơn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em mong muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em để chia sẻ nhiều hơn. Cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều và cũng thật sự từ lúc cưới em bây giờ mà nói cái câu mà anh yêu em á chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi. Sau ngày hôm nay mình thay đổi có thể về hai vợ chồng mở lòng ra tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Tức là khi mà mình đã chọn nhau, có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình, thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình. Chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sada, một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói cho chị nghe coi. Thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh. Thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn. Và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Rồi. Rồi. Rồi.
đáng yêu quá. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà, phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Hồng Vân, chào Quách Ngọc Tiên, chào quý vị cô chú anh chị khán giả. Thì em tên là Nguyễn Đức Hiền, năm nay 45 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên điện lực, công tác tại trạm biến điện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Và cái nghề phụ là YouTuber ở kênh YouTube Đức Hiền Cần Thơ và kênh YouTube Thiện Nguyện. Đây là mẹ xã em. Thì em là Nguyễn Thị Kim Tơ, năm nay em 44 tuổi. Em nghề nghiệp là nội trợ. Thì mấy năm nay thì thêm một nghề phụ nữa là làm caramel phụ trong xã. Quay đăng YouTube á. Vậy đó. Dạ, đi quay thiện nguyện. Dạ. Hay quá. Dạ. Cái kênh đó mình tự gầy dựng luôn hả anh? Đúng rồi. Là không ai qua ai bảo trợ anh hết, anh tự làm trực. Không, hiện nay thì đang được MCV Network quản lý. Kể cả bên fanpage bên YouTube luôn. Vậy là tốt quá. Là cái lượng subscribe của mình là bây giờ bao nhiêu rồi? Dạ chị, hôm nay thì kênh của em được 42.000 sub. Trời ơi. Dạ. Cái nội dung của mình truyền tải trên kênh là thường thường là cái gì ạ? Cái nội dung kênh Đức Hiền Thơ là chia sẻ yêu thương, em cất nhà tình thương với lại thăm những hoàn cảnh khó khăn để mà giúp đỡ. Nói chung là thiên về thiện nguyện á. Thiện nguyện, dạ, thiện nguyện. Thì em cất cũng 28 ngôi nhà rồi chị. Wow. Rồi hai vợ chồng là từ dưới Cần Thơ lên đây. Dạ, dạ đúng. À vậy hả, tụi em lên lúc nào vậy? Dạ em đi là lúc 4 giờ sáng, lên cũng tới đây khoảng sớm, hơn 9 giờ chút. Dạ. Vậy đó hả? Lên đây cũng sớm. Xong chút xíu nữa là quay xong là mình đi về luôn. Dạ, dạ luôn. Không dạ. Em tính lâu lâu cho bà xã rửa phèn cái đi ra Vũng Tàu chơi. Rửa phèn. Trời ơi, dắt bà xã đi chơi. Dạ. Ủa anh chị là kết hôn với nhau được bao lâu rồi anh chị ha? Năm nay là 13 năm. 13 năm. Dạ, 13 năm. Kết năm 2009. 2009. Rồi mình được bao nhiêu bé rồi anh chị? Dạ, được một bé, bé năm nay 12 tuổi. Dạ. Dạ. Kết hôn lâu vậy rồi bây giờ liệu có nhớ được một chút xíu gì cái lần đầu tiên mình gặp nhau không? Tại vì là cái lúc đầu á, giờ chị Giang biết sao là nó ấn tượng không? Tại vì ảnh xấu dữ lắm, em không có chịu. Em không bao giờ chịu, xấu trai dữ lắm. Mà thêm ra là... vậy luôn hả chị? Xấu lắm, bây giờ là đỡ đỡ cũng như làm thể như làm thiện nguyện lâu ngày tâm sanh tướng hay sao chị? Em thấy rõ rệt luôn là tâm sanh tướng, chứ lúc trước là ảnh, bây giờ là ảnh như mừ đi. Lúc trước anh chỉ có 4 năm thôi hả? Trời ơi xấu dữ vậy luôn. Xấu dữ lắm. Trời ơi, trong mắt bả mà em xấu dữ. Xấu dữ lắm, em nói chị đen xì à. Lúc đầu á là em thì nhà em thì kinh doanh buôn bán, tối ngày thì em bán xong rồi em ở nhà với mẹ em không à, em không có đi đâu hết trơn á. Rồi cái em đâu có để ý tới ai ngoài đường, nhưng mà mấy người thanh niên thì em rất là sợ. Em sợ lắm. Hồi xưa á mấy bà xưa nói mày có chồng mày lựa nghe, chứ để mà không phải mày khổ. Mà mình cũng lựa lắm, mình không có để ý, mình để đi tùy duyên đi. Thì ông anh của em á là ảnh hay đi đá banh, anh mà anh bà con chứ không phải là anh ruột. Thì đá thì anh này không biết anh có ý đồ hay là sao thì em không biết. Ảnh cũng xuống cái sân banh ngay chân cái nhà của em, là nó có cái sân banh trước cổng lộ á, thì em đi chợ đi về đó. Em đâu có để ý, em đâu có biết đâu, mà ảnh thì để ý mình không biết. Đó. Cái nhờ ông anh ổng xin số điện thoại. Em không cho, em nói trời phiền phức lắm. Em nhìn ông nói trời ơi ông nội này ông xấu dữ vậy trời. Mình biết không có cho số điện thoại, mình gặp ông xấu dữ lắm, em không có chịu nha, anh đừng có cho số điện thoại nha. Mà ông biết ông mò ở đâu ra mà ông tìm được số điện thoại của mình. Cái ông mới điện. Ông điện cái gì thì mình biết ông là tên Hiền rồi, thì ông nói ông tên Hiền thì mình biết ông tên Hiền rồi, mình cũng biết ông rồi. Thôi anh ơi, em không có chịu quen. Mình cũng tìm cách để từ chối được kia mà ông cứ điện thoại hoài mà mình không có quen. Đó. Thì em thấy cái mặt ông rồi là em không bao giờ quen, ông xấu dữ lắm. Em nói thẳng là ông xấu dữ lắm, luôn không có quen. Em sao mà em gặp cô này lúc nào? Em cũng chia sẻ cho chị Vân với cô chú khán giả được biết nha. Thì cái năm 2008 á, lúc đó là em 29 tuổi. Đó, thì thấy cái mình làm công tác ở trạm biến điện á, thì cái trạm biến điện nó thường thường ngay ngoài lộ. Chiều thì mình ở trong cơ quan, trong trạm luôn. Đó, thấy bảo cái chiều có người đi chạy ngang mà thấy đẹp gái lắm. Đi xe đạp hay là không, chị Honda, nó đi Honda. Tại chiều là bà cái chị này đi lấy tiền thịt á, đi bán thịt heo mà. Cái chiều chạy qua thấy đẹp,
cái mình hỏi được lần lần nhà nó dưới Bông Giang đó, rồi đến coi bả chạy qua chạy lại vậy đó, rồi xin số thì cái ông anh cuối cùng không cho, thì lúc đầu cũng nhắn tin điện thoại rồi đó, rồi cũng làm quen xong rồi rủ đi chơi nào không chịu đi, rồi sau này không biết làm sao rồi mình cũng nhắn tin gì đó, rồi cái thời điểm đi học trên phố là năm 2000 cuối 2008 đầu 2009, rồi Tết á anh về đó em mua bông tặng đó, rồi đầu tự nhiên cổ cảm động của bông, mà tặng bông, mà tặng bông dữ lắm chị, tặng bông mà bông gì, bông 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 gì tiên tiên mà cái xíu, bông xíu. Mà Tết á gì là người ta bán chân Tết hồng, hồng, hồng tiểu muội, hồng tiểu muội vậy đó. Đúng rồi, em tại em đi học về, thời điểm đi học về đúng là gần Tết mới đi học về. Anh lúc mà anh đeo rủ chị, anh biết là chị không thích anh không? Biết, cứ nhắn tin nhiều khi mà không muốn trả lời nữa. Sao lì vậy? Mà lì hoài, mình nói ta nói là nhất cự ly gì tốc độ gì. Anh lì lắm, anh điện thoại một cái em nói chị là thôi đi, nó hoài mà em nói đừng có nói nữa, gì đủ rồi, không em không có chịu. Nhưng mà lúc đó hiền không? Là hiền lành không hay là... Cái nét thì rất là hiền, nhưng mà quậy lắm, quậy lắm. Nhiều gái theo không? Em nói chị gái thì em không có để ý, em không biết, nhưng mà tật xấu rất là nhiều. Ủa, ảnh là nói chung là để phần hai kể tật xấu. Dạ, giờ cái lần đầu tiên ảnh mới hẹn đi chơi là em không có cho gia đình biết, là nó nạo ngay đi đi chơi đó, là ảnh hẹn đi coffee, ca nhạc hay ca nhạc không, ở nhà văn hóa Thốt Nốt á, là coi ca nhạc. Có nghĩa là cái điều gì ở ổng mà em chấp nhận em đi chơi với ổng vậy? Mình thấy anh nói chuyện thiệt tình của mình thử đi. Mình thử mình đi với ảnh đi, mình đâu có chết chóc gì được, thì quen được thì thôi. Rồi xong cái đi coi ca nhạc, mà trong đó nó tối nhưng mà dẫn nhỏ cháu theo nữa. Dẫn nhỏ cháu nữa, đúng không? Nhỏ cháu cũng 12 tuổi. Đó, nhỏ cháu gái á, thì vô trong coi phim nó nạo ngay nha, ảnh cũng tìm cách tấn công mình lắm. Ảnh thò nắm tay rồi kia mà mình không chịu, mình nắm tay là dữ lắm rồi, chưa má nó nắm tay đừng có cho gần gũi chân nha, mình không cho nắm tay nữa. Nắm thì mình cứ gịch gì hoài, một hồi nắm cứng gì luôn nè. Đó, giờ cái xong đi, xong cái lần đó đi cái mình cũng để cho qua đi. Em quen ảnh xong rồi đi chơi vài lần thì em thấy ảnh cũng như là bị xã hội coi thường. Bị xã hội coi thường. Cái đó thì nó vô trong cái tâm em cái nữa. Đó, nó vô trong cái nội tâm em cái nữa. Cái cũng đi chơi nhiều lần rồi. Cái lần đó là ảnh nói về nhà ảnh chơi thì mình nghĩ như về nhà chơi thôi. Thì cái lần đó về nhà chơi nó nạo ngay mình, gia đình em cấm cản lắm, không cho quen ảnh đâu, tới nước về nhà chơi sao cho được. Đó, mẹ mới nói là không nha, nếu một khi mà con đã tới nhà người ta chơi, đó là nó đã giới thiệu con với gia đình. Thì trong bụng lúc đầu là mình nghĩ nó có làm sao đâu, thì mình tới đó không được thì thôi, chứ cũng như là mình đi chơi với một người bạn thôi chứ có gì đâu. Giờ cái xong cái đi vô trong nhà anh chơi, vô nhà anh chơi thì thấy gia đình quá trời luôn. Nó kêu bằng là mình vô đó mình thấy là cái nội tâm của mình yêu ảnh nhiều hơn đó. Đứt ruột luôn đó. Nhà mà hồi xưa mà nhà loại mà mình đắp bằng đất với gom á, chị Dân nhớ không? Đất với gom mình đắp vô, mình đắp lên cái miếng cây tre đó, mình dựng lên ở á. Nó rất là nghèo luôn á chị. Nhưng mà 6 anh em lận. Vậy dạ. Lúc đó là nó là tình yêu hay là tình thương hại? Cái đó lúc đó mình cũng chưa, nó mình thấy vừa thương ảnh mà tội cho ảnh. Chưa có vô tình yêu nữa. Dạ. Như cái tình là thương mình muốn thương bảo bọc ảnh luôn vậy đó. Giờ cái đi vô thấy rồi xong về cái em lại yêu thương ảnh nữa. Nó cũng tại vì ảnh làm cái ấn tượng cho em nó quá nặng. Em chưa có mở lòng được nữa. Nhưng mà cái điều đầu tiên là em là sẽ không có cho ảnh để người ta coi thường. Người như ảnh cái phẩm giá cũng rất là con người ta mà phẩm giá đâu phải là coi thường đâu chị. Người ta vẫn phải đi cưới vợ giàu hoặc là vợ đẹp hoặc là vợ giỏi giang được. Đó, không ai có thể là khinh thường một con người được hết. Cái em mới nói là thôi bây giờ mình phải là cũng như mình trong lòng mình làm thể như là mình phải yêu thương ảnh vậy đó. Đó thì nhà em sao? Nhà em là giàu không hay là... Nhà em thì kinh doanh, nói chung thì ba mẹ em cũng kinh doanh, cũng dương nhà đó. Nói chung cũng khá giả. Đất cũng nhiều. Cũng khá giả. Dưới quê mà bán thịt heo là khá lắm. Dạ. Chị. Nhà em thì dạ. Con hồi xưa thì cha mẹ là huấn luyện như là quân đội vậy đó. Nói chung là tự lập tự cái gì cũng tự hết, rất là giỏi nha. Rồi lúc mà em trốn nhà, tức là nhà không có cho em quen với ảnh. Dạ. Tới lúc mà nhà biết em quen với ảnh thì sao? Dạ thì cũng phản đối dữ lắm. Nhưng mà tới lúc mà em chọn ảnh là mẹ em có nói là cha mẹ nói là không được nha. Thì em mới nói là dạ thưa cha mẹ, thì cái hạnh phúc là do con lựa chọn. Hạnh phúc là lựa chọn đó. Thì con lựa chọn, con sẽ chịu trách nhiệm về cái hạnh phúc của mình, dù sau này hay sau nữa nó có vấn đề gì tự con sẽ gánh lấy. Không để cho cha mẹ phải là buồn lòng. Đó. Nhưng mà mình nói thì mình nói, nhưng mà em cũng ráng bảo toàn, nhưng mà ảnh cái tật ảnh nặng lắm.
Tật gì? Ảnh nặng lắm thì cờ bạc đó. Hứa em hứa được nhưng mà anh hứa nhưng mà không bao giờ làm được. Hứa hoài năm chìm bảy nổi, em nói chị là bị hoài luôn. Là cứ chơi xong rồi để nợ đúng rồi thì cứ làm gì hoài luôn đó. Nó như là mình không có được cái lối thoát. Rồi nhưng mà giờ hết chưa? Bây giờ thì dứt hẳn năm 2018, 2019, 19 hai chồng em phải đi ra tòa. Lý do là vợ của em là nó muốn ly dị cho em tự em suy nghĩ lại. Và thật sự là em đi ra lên tòa, em ra nhà trọ em ở luôn. Nhà cửa thì để cho hai mẹ con ở. Em ra nhà trọ là trong vòng khoảng một năm sau là em tự nhủ bản thân là phải thay đổi. Nợ nần em dàn xếp trả hết. Thì sau đó em mới làm cái kênh YouTube để làm quay chơi cho nó bỏ cái ngày thời gian mà nó để mình suy nghĩ tới vấn đề mình đi cờ bạc. Rồi tự động cái em quay những hoàn cảnh khó khăn lên, tự động có Mạnh Quân gửi tiền cho em, cái em đi em mới giúp cho bà con, cái thời em thấy em vui đó. Chị nói em mới đam mê mà thành cái đam mê đúng dạ. Nó như là thì có đó, một cái sự sắp đặt trùng hợp với chị, cũng như là mình muốn ảnh quên cái đó thì mình phải dẫn ảnh đi sâu vào cái khổ. Để anh biết cái khổ, anh sẽ tìm ra cái chân lý của cuộc sống. Mình làm như thế nào để cuộc sống là tốt trong vòng một năm sau là hai mẹ con lên rước em về, đoạn năn nỉ vậy luôn. Ủa mà em đang thắc mắc là gia đình của anh rất là khó khăn. Đúng. Và lúc anh cưới vợ chị về á, là chị ở chung nhà bên ba mẹ, bên anh em bên đó là anh sao? Ở bên vợ. Ở riêng. Anh ở riêng bên có vợ. Nghĩa là ở trong trong vợ nhưng mà cha mẹ vợ cho miếng đất, hai chồng mua đất riêng. Nghĩa là bên vợ là lo cho mình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là khi hai đứa mà về cưới nhau được mấy năm thì có con? Năm sau. Một năm. Đúng một năm luôn á chị Trang. Dạ đúng một năm luôn. Mà trong cái lúc mà coi như là lấy nhau rồi, có con rồi mà em vẫn... Dạ em hứa nhưng mà em không có rớt hết. Dạ. Cứ trả đầu này thì có nhiều lúc em vay tiền xã hội đen, vay cả tiền trên app luôn. Tiền nóng từ này. Tiền nóng trên app điện thoại này, tôi biết là giống cái mà Facebook này nọ. Cũng vay. Dính trên đó luôn. Dính luôn. Bây giờ không có dây tiền đâu để mà đắp đầu này rồi đắp đầu kia rồi lúc em. Rồi em có nhớ, hai chồng có nhớ được là coi như là đổ nợ là hết cỡ bao nhiêu không? Có đoán được, có ước. Em đoán thì nó chiếm thằng tỷ luôn á chị chứ. Vợ em trả chắc. Đứng ra trả rồi. Ủa, những cái số tỷ không đó là chị trả. Đứng em trả luôn. Trả đây nhưng mà cuối cùng mình cứ trả hứa rồi thì anh cứ ngay cũng như là xe nhà thì anh mượn không chạy. Đi cầm. Cầm xe. Cầm xong mà không cho em biết cái chỗ em chuột luôn. Đó thì em phải tìm tòi để em chuột xong ảnh vẫn mượn xong vẫn đi. Giờ tiền mấy cái người mà tao cho mượn mình trả rồi mình nói mấy anh mấy chị thương giùm em khổ lắm, em thức đêm thức hôm em mằng hãy cho ảnh, đừng có cho ảnh mượn nữa, phải chi ảnh ngưng chơi á thì mình cho ảnh mượn trả đi rồi mình ngưng chơi mình trả cũng không nói nữa. Còn này mượn hoài rồi lại chơi rồi lại trả rồi lại chơi đó. Thật sự không có lối thoát, không có lối đi đúng, ra đầu tiên là chỉ biết đi coi đá banh cá 100-200 thôi, sau này cái mình đá lên nhiều. Cái thua đá banh cái phải kiếm đường đi đá gà. Đặng mà chợ chung tiền đá banh. Mà đi đá chị? Gà trong trường gà là có tài xỉu. Rồi tài xỉu mới sáng đi thua rồi chiều về quýnh số. Nó cứ dây mình lẫn, hoài, lẫn, cứ lẫn không có dạ. Dòng nào hết. Nhưng mà lúc đó em làm nghề gì để mà nuôi thì con? Em kinh doanh buôn bán đó bà chị. Bà xã em là bán thịt heo em đó. Lúc trước là em vẫn cứ, tức là khi tách ra rồi em vẫn làm dạ, cái, dạ, cái đó. Dạ. Em vẫn làm để mà nuôi không con. Không có làm chung với nhà mình luôn. Dạ, dạ không. Dạ đúng rồi. Em tách riêng em làm để mà kiếm sống luôn. Tại vì ảnh như vậy rồi mình phải bư chải. Mà chị học em là rồi sau khi mà em bắt đầu chuyển qua cái YouTube để em đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn á, thì cái điều gì làm cho em cảm thấy là em thích thú với công việc đó? Và những cái hoàn cảnh thì thường là như thế nào để mà nó đánh động cái cảm xúc của em để em có thể từ bỏ được cái gọi là gì, cái tệ nạn á mà em đã bị dướng vô á? Dạ thì trong cái năm 2019 hai chồng em chia tay, em ra ngoài nhà trọ mà ở. Thì lúc đó là em hứa với bản thân rồi, giờ không còn gì rất sợ cái gì này mà sĩ diện gì nữa rồi. Bây giờ thì nợ thì em cứ dàn xếp lại, anh Tiên ơi, giờ tôi làm tôi thiếu anh 10 triệu, tôi làm tháng tôi trả anh 1 triệu đi. Tôi còn trả nhiều người lắm. Chị Vân ơi, tôi thiếu chị 7 triệu hay cho trả anh tháng 500. Chị A, chị B, C. Mỗi một tháng lương em giữ lại chỉ có 3 triệu bạc thôi. Là em trả hết trong vòng 1 năm trời. Làm sao hết. Thì lương em lúc đó làm tháng được bao nhiêu? Khoảng tầm 11-12 triệu. Lương triệu. Rồi sao nữa? Thì cái thời điểm một năm trời em trả cũng muốn hết nợ. Thì lúc mà em đi quay hoàn cảnh khó khăn, những người đầu tiên em quay là ở trên Trầm Mã. Tự nhiên em thấy có một cái chị gửi cái tiền vô, mà không để bí danh gì hết.
về làm vợ Hiền đi. Dạ, ảnh thì cái lúc trước khi quen á thì em nói chị đàn ông thì ga lăng đúng không? Ừ. Nói chuyện ngọt, còn ảnh nói chung là em cũng biết sao mà em thương ảnh nữa. Cọc lóc hả chị? Cọc cằn nè, không ga lăng nè. Nói chung là chị cứ giận đúng không? Chị giận chị ngồi chị ngẫm đi. Chị ngẫm buổi trời chị nào chị vui tự chị vui kệ chị. Rồi hồi hỏi mình chứ hết chưa? Hết chưa rồi giờ vui lại chưa vui nói chuyện tiếp. Trời đất ơi. Không có vút ve chiều chuộng. Không vút ve không năn nỉ mà nói chung tới thời điểm bây giờ con gái em năm nay nó là 13 tuổi ngoài 12 tuổi trong là năm nay em lấy ảnh 13 tuổi 13 năm đi. Năm quen nó là 14 năm đi. Mình tính từ thời điểm là 13 năm đi, chưa có gì gọi là nói ngọt với em hết. Anh khô vậy luôn hả anh thì? Khô gan khô khóc đâu luôn. Có tặng quà tặng không hoa, đâu. Tặng gì cho vợ. Không. Không có cái gì hết trơn em không nói chỉ từ gì. Lời ăn tiếng nói từ tới cái gì trong cái thời điểm mà quen em đó ha. Không có gì luôn mà ảnh chắc ảnh cũng may mắn lắm á chị mới được em á. Bởi vì nãy em nói thiệt luôn á, từ tới ăn uống nè cho tới cách dỗ dành hay hoặc quà cáp nói chung là bao dung tất cả em không có hình thức gì vấn đề đó luôn. Tại vì chưa mình có tặng em một cái gì trên cuộc đời ô trọc không luôn. Có một cái lần đầu tiên đó tại vì ảnh không có tiền, ảnh phải mượn đó. Đi học về tặng hoa gì đó. Hoa xứ muội gì là mà cái ngày mũi. Là 20 không tiểu muội 27 28 Tết đó chị. 27 28 Tết mới tặng em hai chậu. À là đó. Hồng tiểu muội đó. Dạ hồng tiểu muội. Mà tặng là lại cái quầy thịt đó tặng. Rồi thêm một lần đầu tiên ảnh tặng cho em là một con gấu trị giá là 500 ngàn. Là ảnh phải gấu đi mượn tiền người ta có nghĩa là tặng gấu bông á là có thể chứ không phải được thời điểm tiền đó đi là cô này chịu đi chơi với mình rồi là đi lên Long Xuyên đó thì nhà thốt nốt lên Long Xuyên cách nhau có mười mấy cây số à đó thì cũng là đi chơi tặng được con gấu bông nhưng mà gấu bông cái thời điểm đó mà 500 ngàn là mắc lớn mà là gấu mắc bự lắm con gấu bông bự lắm luôn chị còn giữ không? Em không có giữ em tại vì em dọn nhà hoài đó em bỏ mất tiêu luôn rồi không giận là phải nó bự quá với lại lúc đó nó chết quá trời với ổng giận đủ thứ đâu có chừa cái vật dụng là... gì của ổng đâu rồi nhiêu đó tật xấu thôi phải không bây giờ có mong ảnh thay đổi điều gì không ảnh thì cái thứ nhất là cái công việc nhà em nói với chị công việc nhà công việc lum chân á mà con dù gấp gút cỡ nào cũng kêu không mặn chứ mà đá banh alo Hiền ơi địa điểm đó 1 phút 30 giây tôi tới liền đó. Bây giờ vẫn vậy hả chị bây giờ cũng vẫn vậy quan trọng cái đá banh thôi tiền biết anh em mình đó đang ngứa ngáy chân tay rồi em rồi thì bởi vậy mới nói bây giờ mong ước ổng thay đổi điều gì ổng bây giờ em rất là mong ước luôn á chị là nói chung là làm gì làm như về vợ về gia đình nó thì cũng phụ tiếp vợ cái thứ hai nữa thì ăn nói bớt cọc lóc lại một cái nữa là cái tánh rất là nóng cái tánh rất là nóng mà cái bụng tốt nha nhưng mà cái tánh rất là nóng thay đổi tới ba cái luôn ba tánh luôn ba tánh luôn đúng không dạ ba luôn ba tật xấu đó rất là nóng luôn sao bây giờ thiệt á bây giờ ông trả nợ vợ ông được không ông Hiền vợ thôi, ông nợ ông cả đó. Nửa cuộc đời rồi đó bây giờ ông trả được không mà có ba chuyện thôi phụ giúp công chuyện nhà bớt cọc cằn nóng tánh đúng không dạ đúng rồi rồi ăn nói lãng mạn chút xíu cũng như là không bà xã thì là vợ ơi hay là em ơi ví dụ vậy được không dạ cái đó thì thay đổi được nhưng mà đối với đặc thù công việc của em chị biết là khi mà em công tác trong cơ quan xong ngày rảnh ra ca là hai chồng chạy đi quay mà quay về nhà đi 60-70 cây số 50 cây số từ nhà tôi nhà của em đi tới Hậu Giang là nó cũng gần 60 cây số chạy về tới nhà là tới 4-5 giờ chiều làm phim rồi lúc đó lo làm phim là vợ thì về tấm đầu vô nấu cơm rồi làm phim xong rồi ăn cơm rồi chuẩn bị đăng video lên công chiếu rồi không có thời gian để mà tiếp vợ rồi ngày sau ngày hôm sau rồi đi lại đi làm nữa rồi em chỉ có giúp cho bà con cái thời gian mà em rảnh em ra ca thôi tại vì hiện giờ thì cái lượt xem rất là ít nó không đủ để mà chi phí cho em mà lo gia đình nên là em vẫn phải quan trọng cái vấn đề công việc chính của em đi làm đó. Đi làm còn công việc mà YouTube thiện nguyện này nó chỉ đủ tiền xăng thôi quan trọng là em giúp cho bà con là em cảm thấy vui vợ cũng vui rồi có nghĩa là em cũng sẽ giúp việc nhà cho vợ em không nếu giúp như được. Em có thời gian không dạ. Đây là đang hứa nè dạ. Em sẽ giúp cho vợ nếu như em có thời gian dạ. Đúng không chứ không phải là em không muốn tại vì em không có thời gian làm chuyện đó nếu vậy giờ tạm thời cho thiếu cái đó nhưng không cọc cằn đúng không bớt cọc cằn bớt nóng tính với lại là nói chuyện nhỏ nhẹ hơn có làm được hai cái đó không cái nhỏ nhẹ hay nó có thể là được được đúng không hứa được. Nghe được nhưng mà cái nóng tính của em thì nó ăn sâu từ lúc nhỏ vậy? Không cái nó thay đổi được em thề với anh luôn bản thân em là một thằng cực kỳ nóng tính ngày xưa nha hở đụng cái quýnh lộn
dưới quê em coi như tuần lễ là quýnh lộn hết 5 ngày rồi đó, bèo bèo 5 ngày, em thề với lòng luôn á. Nhưng mà bẵng đi, tự nhiên mình trải qua những cái chuyện đó là như vậy, cái mình tự nhìn nhận lại là à, mình không được vậy, mình phải thay đổi mọi thứ. Chính xác. Kể cả Mạnh Thường Quân, kể cả Mạnh Thường Quân và khán giả bình luận video nhiều lúc á, mình làm thiện nguyện người ta vô, người ta không giúp, người ta vô bình luận, người ta chửi mình không mà nóng, mình đôi co lại không nên. Rồi Mạnh Quân nói mình thôi, em đừng có làm gì, em làm bỏ tâm anh làm từ thiện. Em làm từ thiện là từ cái tâm của em đi làm, không ai bắt em đi làm hết. Mà tại sao em phải đi cừu lộn với người ta vậy? Đúng rồi anh. Nhưng mà vợ cũng nói hoài mà bỏ không được, tức nhiều khi người ta nói trên đầu mình đâu mà. Thôi em đừng, những cái chuyện đó anh không nhiều bằng tụi em đâu. Em nói thật thiệt sự luôn, em chị Vân bị gấp trăm gấp ngàn. Năn nỉ luôn á, em năn nỉ luôn em không anh chỉ nói nè, anh cứ suy nghĩ những cái bạn đó đó, thật sự là em đặt ba trường hợp. Thứ nhất, những bạn đó là coi như ở ngoài cuộc sống ngoài đời, những bạn đó không có tiếng nói, bị đè đầu cỡ cổ quá, thì bây giờ không có chỗ nào xả lên đây xả rồi nói chuyện sàm sàm với mình không quan tâm. Comment dạo vậy chị, đúng giống như comment dạo, kệ người ta đi. Anh đừng quan tâm những chuyện đó, coi như là chuyện không có gì hết. Anh cứ làm chuyện mình thích và mình không cảm thấy mình làm sai, bản cái tâm mình thấy đúng là được. Kệ đó, với lại là thôi em bớt đọc lại. Không cần, đừng đọc nữa, đừng có đọc mấy cái comment đó. Thật sự là bà xã em rất khổ tâm với vấn đề của em. Nhiều khi em đang lên like, ai nói vô cái em chửi không, em trả lời liền. Đừng đọc. Đó, cái tánh nóng đó chị. Cái tánh nóng đó phải làm liền và phải làm cho bằng được. Anh vẫn đọc, mà khi anh đọc mà anh bỏ qua được luôn là anh lúc đó anh mới thành công. Còn cái chuyện không đọc chuyện bình thường thôi. Anh cứ đọc đi, nhưng mà anh vẫn cố gắng, anh mềm lại, anh bỏ. Từ từ đó sao thay đổi đó được mới tốt. Mà cũng từng nói với em vậy, phải bỏ cái nó thì đó, từ cái cọc cằn cho nó mới ra là cái nóng nảy. Rồi nó cọc cằn, nó kết hợp với nóng nảy thì không có được cái gì hết trơn. Anh cứ suy nghĩ mọi chuyện nó nhẹ nhàng, coi như không có chuyện gì hết. Chuyện tôi làm, tại vì bây giờ họ có chửi em hay là họ có khen em thì em cũng chẳng biết họ là ai luôn. Đúng rồi, chính xác. Suy nghĩ em nằm suy nghĩ có suy nghĩ giống như thì chị đó, luôn thì thành có ra là nhiều người cố tình như vậy nữa đó anh. Đúng rồi, nó cố tình làm cho mình nhục cái ý chí của mình thì anh phản ứng lại là họ thành công. Đúng rồi, thì vui mất ha. Mới gì anh phải làm vậy, anh cứ bình thường thôi. Tại giờ bớt khó chịu bằng cách là giờ nói xấu vợ đi nè, bà còn cái gì xấu không? Thật sự thì bà thay đổi quá trời luôn á. Thật sự nếu mà chị nói mà để em phê bình vợ em, thật sự em đối với người khác thì có thể phê bình được, còn đối với em thì vợ em bao dung quá trời là hoàn hảo đúng không? Hoàn hảo được, nhưng vẫn còn có điểm xấu. Ồ vậy hả? Kể đi. Bây giờ nhiều lúc á đi làm mệt, hai chồng đi quay về mệt, ở nhà nuôi ba ăn cún. Nó về nhà cái ba thấy cái gì không gửi la gan, nhưng mà la con người vậy, la lớn lắm luôn. La mấy con chó hả? La mấy con chó mà la cái bớt tại bỏ tất cái gì như con mình như thế. Cái thứ hai là bây giờ em cũng góp ý vợ, nhiều khi vợ chồng, nhiều khi em vì cái giờ mình là nhiều khi mình đi làm thiện nguyện rồi đúng không, mình cái tật xấu mình cũng đã bỏ, mọi người cũng đã công nhận điều đó rồi, vợ con nhận rồi. Nhưng mà dù vợ chồng có chuyện gì nói thì nói nhỏ thôi, nhiều khi nói ồ đó em cảm thấy mình ngại. Nó lớn quá. Nhiều lúc em nói giờ cái cần bông bí không, đưa cho bông bí nói. Nói gì luôn. Ngày xưa không ngại mà bây giờ ngại nha. Ngại giờ tự nhiên mình thay đổi cái mình ngại nha. Bây giờ có trên cũng như phải tạo cái gì cái uy tín danh dự của mình ở cho mình cho đi làm thiện nguyện, giúp thiện nguyện của mình. Ngày xưa là bất cần đúng không? Đúng rồi, người xưa bất cần luôn. Tôi bấy rồi, bây giờ tôi lầy nữa. Đúng rồi. Còn bây giờ mình đang lấy uy tín lại. Tạo hình tượng. Đúng rồi, đúng rồi. Về nhà không cho em ra, đôi khi em bực bội nhưng mà không cho em ra. Vậy giờ em mong muốn ba thay đổi gì sẵn để em nói đi. Bây giờ mong muốn bà xã là thay đổi, là nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Đúng rồi. Đó, rồi có biết nhẹ nhàng, có biết nhẹ nhàng. Giống như chị Vân hay nói là cái gì cũng do cái cách của mình. Đúng rồi. Cái cách nói, cái cách mình truyền đạt đó. Mình lỡ mình là tiên rồi thì giờ mình ứng xử như bà tiên luôn đi em. Thiệt. Tại nhầm khi ảnh giống như là bà tiên, bà buộc của ổng rồi đó. Tại khi ảnh nóng tánh quá, anh nóng tánh quá chị, cũng như cái trên mình ta kìa bình luận đồ này kia, nó dồn dập nhiều chuyện. Rồi bắt buộc em phải la ảnh, em phải nói, em nói hoài nhỏ nhẹ anh không chịu nghe, bắt buộc em phải lớn tiếng nói cho nó đã thì anh phải nghe. Mà phải nói cho nó đã rồi thử anh có nghe không? Rồi mất hình ảnh không nữa. Mất hình ảnh. Đi đó nó bởi vì giờ giữ gìn cho. Mà thôi thì hôm nay ông xã thì thôi chắc để em sửa thì sửa tự đi, hoàn sửa hảo đi, hơn sửa chút xíu. Hoàn hảo đi. Làm bà tiên luôn. Dạ. Làm bà tiên luôn. Rồi bây giờ hôm nay em có muốn có một cái điều gì á mà em muốn sửa chữa liền đối với vợ em không? Dạ có. Sự ngọt ngào, sự say đắm, sự ấm áp của người đàn ông, của một người chồng dành cho vợ không? Dạ có. Vậy hả? Làm đi. Dạ. Nay thì chị cũng biết rồi, em thì đó giờ không có lãng mạn. Wow. Cái thứ hai nữa là trời ơi, em có một cái nỗi buồn, đó là cái nhẫn cưới của em mà em còn cầm đi bán luôn. Cặp nhẫn cưới mà em đi cầm luôn đó chị. Cả cặp luôn. Cả cặp luôn, em giấu em đi cầm để lấy tiền luôn, để em đi trả nợ. Chỉ là cầm thôi đúng không anh?
cầm mà bỏ luôn, đâu có tiền cầm mà bỏ, không có tiền chuột. Em tưởng đâu anh chuột nó về nó nằm không đây. Cái này em mới mua nay là em mua một cặp nhẫn cưới à, sẵn nay như làm cầu hôn rồi xài em lại. Được không chị? Chứ. Có được, nhưng mà phải có hoa chứ. Đây, bởi vậy à, thấy không? Chị không giờ... tặng thì thôi nha, tặng một lần là cho em té xỉu luôn. Luôn. Ờ, em té xỉu luôn á chà. Rồi, em bảo chị qua đây. Rồi, đó. Trời ơi, em nay em không ngờ nó xúc động quá. Không biết gì luôn đúng không chị? Em không biết luôn. Bữa nay là chị dành sân khấu cho em nha. Chị dành sân khấu cho em, tụi chị cầu hôn mà chị. Trời ơi. Tặng em muốn nghe em cầu hôn lại đó chị, cho vợ em vui ha. Đây đây thì à, cặp luôn, hai chồng cặp luôn hả? Dạ, em chồng em luôn chị. Đây là wow. Em bù đắp lại cái phần nào ngày xưa giờ em nhìn nó để cho bà xã nhìn vợ say đắm đi, nói lời ngọt ngào còn em đeo luôn đi cưng cho nó em đeo đi cho anh đi. Hạnh phúc gì bằng đây nữa. Bởi vì hạnh phúc là chọn lựa. Dạ đúng rồi. Là yêu thương đó, em thấy. Và chưa? Hạnh phúc là sự bao dung nữa. Đúng rồi, hạnh phúc là chọn lựa. Dạ ha. Bây giờ là thật sự hôm nay là bà xã em rất là vui. Cho hôn bà xã em đi. Đúng rồi. Vậy thì trước chương trình của vợ chồng son thì em cũng cảm ơn ông xã. Năm nay thì bé Bảo Châu con của mình nó cũng 12 tuổi rồi. Thì thời gian của mình đến nhau cũng là 14 năm. Thì đầu tiên thì cha mẹ cũng không có tự tin về vợ chồng của mình, cũng luôn phản đối. Thì ngày hôm nay thì vợ chồng mình cũng đã vượt qua mọi khó khăn. Thì con cũng xin thưa với ba mẹ là cảm ơn ông xã. Trời ơi chị say sẩm luôn á, thì các chị thấy chị xúc động mà muốn say sẩm luôn á. Con nghĩ hai bác ở nhà cũng sẽ rất là hạnh phúc. Dạ. Bây giờ cảm nhận là con của mình đủ tin giao cho một người đàn ông này rồi. Dạ. Không cần phải lo lắng nữa. Thì chị cũng thay mặt chương trình Vợ Chồng Son với lại toàn bộ ekip là chúc tụi em sẽ hạnh phúc thiệt là bền lâu. Yeah. Những cái gì mà tụi em đang làm á, thì tụi em sẽ vẫn làm. Yeah. Hạnh phúc với cái điều mình đang làm và sẽ rất nhiều người ủng hộ cái công việc của tụi em. Yeah. Nha. Yeah. Rồi còn điều nữa, có khi nào mà bữa nay xong cái cuối năm cái báo tin có tin vui nữa không? Con trai nữa. Dạ không được chị. Dạ không được. Bây giờ thời gian tụi em cũng đã lớn mà, bây giờ nếu mà mình sanh nở nữa không đi làm thiện nguyện được tội nghiệp người ta. Nhưng mà đâu có biết được. Không có, cái đâu đó là trời tính. Anh. Mình tính không bằng trời tính. Em cũng sắp nghĩ xếp hết trơn rồi chị. Dân bây giờ cũng như là chồng em ngày hôm nay là đến với em tất cả trọn vẹn. Tại cho em còn lại em sẽ hiến thân cho thiện nguyện hết. Em đi chia sẻ tới hoàn cảnh khó khăn, dù cực khổ cỡ nào vợ chồng em cũng gắng nối tiếp con đường còn lại. Nếu còn sức khỏe thì sẽ đi hoài. Dạ. Rồi, dạ. Cảm ơn tụi em nhiều. Bà con cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thực sự là cảm ơn với những cái tấm lòng thiện nguyện của anh chị như vậy. Cái kênh của em là gì? Em kêu gọi mọi người subscribe kênh của em. Kênh YouTube là Đức Hiền Cần Thơ, kênh thiện nguyện chia sẻ yêu thương. Mong được quý cô bác anh chị ủng hộ đồng hành với vợ chồng Đức Hiền để giúp cho nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, cô bác anh chị. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Dạ.